Xin chào bạn, là tôi Nguyễn Tùng Sơn đã quay trở lại với bạn đây. Không biết là trong thời gian qua thì tôi đã chia sẻ cho bạn những cái bí quyết để tự chạy quảng cáo trên Facebook thì bạn đã ứng dụng được như thế nào rồi? Và đó là những cái video mà tôi rất là tâm huyết chia sẻ lại cho bạn những cái bí mật. Từ trước đến giờ tôi đã bỏ ra rất là nhiều cái ngân sách chi phí của mình để tiêu tốn tiền cho quảng cáo. Cũng như là mình đã đi học rất là nhiều người thầy, bỏ ra thời gian, công sức và cả những cái thời điểm mà mình phải trải nghiệm. Sau đó mình đo lường, đúc kết lại được thành những cái bí quyết thành công nhất. Sau đó tôi chia sẻ cho bạn lại trong cái khóa học tự học quảng cáo này. Và cái khóa học này thì tôi biết rằng nó mặc dù nó là khóa học miễn phí nhưng nó hoàn toàn có chất lượng rất là cao. Bạn là người mới thì bạn vẫn có thể hoàn toàn chạy được. Bạn lên được một chiến dịch, bạn tối ưu tài khoản quảng cáo, bạn tiết kiệm được cái ngân sách quảng cáo của bạn, làm sao đó bạn bỏ tiền ra là bạn chạy ra đơn và có lãi được. Và nếu như bạn là cái người mà đã chạy quảng cáo rồi thì bạn sẽ hiểu rằng những cái video tôi chia sẻ nó rất là chất lượng như thế nào. Rất là nhiều người vào trong nhóm và họ cũng để lại những cái lời khen ngợi rất là nhiều về những cái chia sẻ của tôi. Họ là những người đã chạy quảng cáo rồi thì sẽ có được cái góc nhìn rõ ràng hơn rất là nhiều. Nên tôi hy vọng rằng là bạn xem video của tôi thật là kỹ càng và nhớ hãy làm bài tập đầy đủ để gửi vào trong nhóm thì tôi sẽ biết được rằng là cái level của bạn tới đâu. Tôi biết được rằng là bạn đang cần những cái điều gì để tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ cho bạn. Bạn thấy ví dụ là bạn này bạn ấy chia sẻ rằng là cái khóa học này bạn ấy cảm thấy rất là bổ ích và quý báu. Không cần những khóa học đắt tiền nhưng bạn ấy vẫn mở mang được kiến thức và mang lại được rất là nhiều cái góc nhìn khác về kinh doanh. Đó, hay là bạn này thì bạn chia sẻ rằng là sau khi học hết cái video chiến lược bán 200 đơn một ngày với Facebook và bạn ấy với mong muốn là kiến thức quý giá và cũng có thể định hướng được cái con đường kinh doanh online của bản thân mình với những bước đi đầu tiên. Thì rất là nhiều những cái chia sẻ hay khác mà nếu như bạn có thời gian thì hãy vào trong cái nhóm này, bạn đọc những cái lời chia sẻ của họ thì bạn cũng sẽ học hỏi được một điều gì đấy từ những người đã có kinh nghiệm đi trước rồi. Và trong cái video này thì tôi sẽ chỉ cho bạn cái cách để làm sao đó để có thể đọc được những cái chỉ số mà thông thường những cái nhà quảng cáo họ hay giấu kín bạn. Ví dụ như bạn có nhân viên quảng cáo, họ giấu kín bạn cái điều này. Hay là bạn có cái người mà chạy quảng cáo thuê cho bạn thì họ thường giấu bạn điều này, họ không cho bạn biết được. Và khi mà bạn biết được những cái chỉ số này mà tôi sắp chia sẻ cho bạn thì bạn sẽ biết được rằng cái bí mật làm như thế nào đó để bạn đo lường được từng cái chỉ số một. Bạn biết rằng bạn đang chạy có lời hay không, hoặc là cái đơn hàng nó xuất phát từ đâu thì bạn phải đo lường được những cái điều đấy. Tôi biết được rằng có thể là bạn là những người chủ doanh nghiệp, những người không cần nhất thiết phải đụng tay, đụng chân vào để đo lường những cái tài khoản chiến dịch quảng cáo. Đó, thì bạn chỉ cần xem những cái chỉ số đơn giản này thôi là bạn sẽ biết được hết tất cả những cái vấn đề rồi. Rồi, thì ở đây thì bạn tôi đang vào cái trình quản lý quảng cáo của tôi. Và đây là cái tài khoản quảng cáo của tôi đã chạy được rất là lâu rồi. Đó, và tôi chi rất nhiều tiền cho cái tài khoản quảng cáo này. Dĩ nhiên bên cạnh đó tôi sẽ chạy nhiều cái mặt hàng khác, cũng như là nhiều cái doanh nghiệp khác. Và trong cái video trước thì tôi đã giới thiệu cho bạn biết rằng là tôi đang chạy về cái sản phẩm giá trị cao. Sản phẩm của tôi là thấp nhất đã là 10 triệu rồi, cao hơn là 14 triệu hay là 20 triệu, và tôi đang trong quá trình để tạo ra những sản phẩm giá trị cao hơn là 30 triệu, 50 triệu. Đó, và bạn biết đấy, cái sản phẩm mà khoảng 10 300 nghìn hay 500 nghìn thì nó rất là dễ bán rồi, hay là 1 triệu, 2 triệu. Ở đây góc độ tôi đang chia sẻ với bạn là tôi đang bán sản phẩm giá cao nên tôi đủ khả năng để tôi bán sản phẩm giá thấp hơn. Nhưng tôi thấy được rằng là mình bán sản phẩm giá cao thì đúng ý, nó cái công sức của mình ấy, thì mình bỏ ra thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều lần. Đó, và bạn thấy được rằng là trong quá trình nó chạy thì tôi đã bỏ ra khoảng 322 triệu. Đó, tổng cái chi tiêu của tôi. Và cái số tiền trên một lượt comment của tôi ấy, là 48.000 đồng trên một lượt comment. Thì ở đó cũng có những comment giá cao và cũng có comment giá thấp, nhưng tôi cảm thấy rằng cái số tiền này tôi chi ra là chấp nhận được và tôi vẫn có lời, miễn sao là có lời.
Còn ví dụ những cái sản phẩm của bạn đó, từ khoảng 300.000, 500.000 đó, thì có thể là comment đó, nó chỉ có khoảng 3.000, 5.000 hoặc là cao lắm thì khoảng 10.000 trên một comment thôi. Là khoảng 3 đơn hàng thì nó ra được một đơn hàng rồi. Đó. Còn ở đây là tôi sản phẩm giá cao hơn rất là nhiều lần. Sản phẩm nó lên tới 10 triệu đồng. Thì comment 48.000 đồng trên một comment là cái số tiền chấp nhận được. Được chưa nào? Và trong những video trước tôi chỉ cho bạn những chiến lược làm sao đó có lượt share. Đó, giá tiền thấp này, bạn nhìn thấy này. Và tôi có những 16.000 lượt chia sẻ. Thì khi mà lượt chia sẻ cao như vậy thì số tiền tôi chi trả cho quảng cáo ngày càng rẻ. Đó, thì đây là cái bí mật mà không ai chỉ cho bạn ngoài kia cả. Ngay cả những người đi dạy bạn về quảng cáo. Bạn có thể mất 5 triệu, 10 triệu để học 3 ngày, 4 ngày học về Facebook Marketing. Tại vì tôi đã từng như vậy rồi các bạn. Tôi đã bỏ ra rất là nhiều tiền để đi học những chương trình như vậy. Thì thông thường thì họ chỉ dạy cho bạn về cái kỹ thuật thôi. Còn ở đây tôi chia sẻ thêm cho bạn về cái tư duy, cái mindset để làm sao chạy cho nó đúng, chạy là để nó tạo được cái kết quả tốt nhất cho bạn. Và trong cái video này thì tôi chia sẻ cho bạn cái bí mật để bạn có thể tạo ra được những cái cột để bạn có thể đo lường được. Ví dụ như bạn đang nhìn thấy này, của tôi có những cột này, bình luận này, chi phí này, số tiền trên một lượt này, thì tôi đo lường được thông qua cái biểu đồ nó dễ nhìn. Còn cái biểu đồ nó mặc định nó sẽ như sau này. Cái mặc định thì nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Nó chỉ có đơn giản như vậy và nó rất là khó nhìn. Đó, còn cái ở đây tôi chia sẻ cho bạn thì nó sẽ dễ nhìn hơn rất là nhiều, nó có những cái chỉ số nó rõ ràng ra. Thì cách làm đơn giản như sau này, bạn hãy vào cái phần tùy chỉnh cột chỗ này. Phần tùy chỉnh cột. Sau đó thì bạn hãy vào cái phần chiến dịch thì bạn sẽ chọn những cái này. Có những cái nào mà nó mặc định á thì bạn bỏ nó đi. Đó, bạn hãy xóa đi những cái cột này thì mình xóa được nhé. Những cái cột nào mà mình không muốn thì mình xóa nó đi. Mình bấm vào nút X này để mình xóa nó. Sau đó thì bạn hãy thêm ở phần tìm kiếm này. Ví dụ như là tôi đang muốn thêm là cái phần bình luận, đúng không? Thì tôi sẽ bấm vào phần bình luận ở đây. Thì tôi bấm chọn nó và tôi kéo nó. Tôi có thể kéo nó lên trên hoặc kéo xuống dưới để tôi dễ nhìn được. Thì đây chính là cái cột mẫu của tôi. Đây là cột mẫu của tôi sẽ chụp nó lại và tôi gửi nó vào trong cái group. Tôi chụp nó và gửi trong một group thì bạn hãy sao chép cái cột này giống như cái cột của tôi. Đó, để bạn có thể dễ dàng bạn check quảng cáo. Bạn check quảng cáo được dễ dàng. Đó. Đây thì tôi sẽ chụp hai cột để cho bạn nó đầy đủ cái thông tin. Đó, bạn hãy co kéo nó để đầy đủ giống như cái mà tôi đang làm ở đây. Rồi, sau đó thì tôi sẽ gửi nó vào trong nhóm để cho các bạn lấy cái mẫu đấy. Tôi sẽ gửi nó vào trong nhóm ở đây. Thì bạn hãy nhớ vào trong nhóm để bạn bấm vào phần mục hình ảnh để bạn lấy cái mẫu này. Sau đó thì tôi sẽ giải thích cho bạn nó từng cái ý nghĩa của nó. Bên đầu tiên đấy, cột đầu tiên là cột bình luận về bài viết này. Đây là số lượt bình luận mà bạn chạy ra. Sau đó là chi phí cho một lượt bình luận ở bên tay phải. Tiếp theo là cái cột này là tôi để là số lượt chia sẻ bài viết. Thì cái này là nó dễ hiểu rồi, đọc là hiểu rồi. Chi phí cho một lượt chia sẻ của tôi hiện tại đang khoảng 19.000 trên một lượt chia sẻ. Rất là nhiều người chạy quảng cáo có thể vài trăm nghìn vẫn không ra được chia sẻ. Thậm chí cả triệu đồng mới được một lượt chia sẻ. Còn tôi á, 19.000 đồng cho một lượt chia sẻ. Đó. Tiếp theo là cái cột là số tiền đã chi tiêu để mình biết được rằng là đối với mỗi chiến dịch thì mình đã chi tiêu bao nhiêu tiền cho cái nhóm chiến dịch đó rồi. Đó, ở bên cạnh ở đây tôi chạy là cái chạy khách hàng tiềm năng, đó là cái nhóm những người đã trả tiền, những người mà đã điền form cho tôi thì nó có những cái loại như vậy, loại chạy quảng cáo bạn không thích cái này thì bạn có thể bỏ đi cũng được nha, hoặc bạn không chạy cái này thì bạn bỏ đi. Và bên cạnh đó tôi chạy là chạy quảng cáo tin nhắn thì tôi để cái cuộc trò chuyện tin nhắn mới ở đây. Đó thì tôi sẽ biết được rằng là trên một cái chiến dịch đó tôi có bao nhiêu tin nhắn. Ví dụ như bạn thấy này, ở đây tôi có một chiến dịch, đó là chiến dịch bán hàng. Đó, thì cái giá trung bình trên một cái chiến dịch này, trên một cái comment của nó là 34.000. Nhưng tôi đang chạy là chạy chính là chạy tin nhắn. Thì chỉ có 7.000 đồng trên một tin nhắn để người ta inbox tôi để hỏi mua hàng thôi. Rất là rẻ đúng không nào? Chi phí cá là quá tuyệt vời luôn. Chi phí quá ok. Sau đó tiếp theo này, tôi sẽ chọn là chi phí trên 1.000 lần tiếp cận. Chi phí trên 1.000 lần tiếp cận. Đó, và số người tiếp cận.
Nói chung bạn cứ làm giống như của tôi đi, để sau này thì bạn sẽ hiểu được những cái điều mà tôi đang chia sẻ. Tiếp theo là CPM, ở đây là số chi phí trên 1.000 lần hiển thị. Bên cạnh đó là số lần hiển thị. Thì bạn để ý là tôi đều để là một cột là để coi được số lượng và một cột để coi được chi phí. Thì mình dễ dàng mình tìm nó được hơn. Bên cạnh đó thì ví dụ như là bạn muốn coi được xem là cái nào mà bạn bỏ ra nhiều tiền nhất thì bạn có thể bấm vào một lần. Thì nó sẽ sổ từ trên xuống dưới là số tiền chạy nhiều nhất tới số tiền chạy ít nhất. Ngược lại bạn bấm một lần nữa thì nó sẽ ra được số tiền chạy ít nhất, nó kéo xuống số tiền chạy nhiều nhất. Hoặc là bạn muốn xem được cái bài viết quảng cáo nào mà ra được nhiều bình luận nhất thì bạn bấm một lần thì nó sẽ hiện ra được những bài viết nào đang hiệu quả và chạy quảng cáo nhiều nhất. Hoặc là bạn muốn coi được cái nào mà đang chi phí nhiều nhất thì bạn bấm vào đây. Để sau đó bạn sẽ dễ dàng bạn tối ưu. Cái nào mà ok thì bạn bật, cái nào mà không ok thì bạn tắt. Tôi lấy ví dụ như cái này tôi thấy nó không ok này. Nó ra 68.000 trên một lượt bình luận mà 18.000 trên một lượt tin nhắn, tôi thấy nó giá cao quá so với những cái quảng cáo khác thì tôi tắt nó đi. Đó, còn những cái này ví dụ là bạn thấy này, có 20.000 lượt, 20.000 đồng trên một tin nhắn thôi mà trong khi đây là chiến dịch bán hàng. Đó mà cái khóa học nó lên tới 10 triệu đồng một chương trình. Đó mà trong khi tin nhắn nó chỉ có 4.600 thôi thì nó quá rẻ, thì tôi bật cái này, thậm chí tôi còn nhân bản nó lên thành nhiều cái nhóm chiến dịch khác để tôi chạy nó song song thì nó sẽ hiệu quả. Nguyên tắc là đây phải mình nhân lên cái những cái gì nó hiệu quả, được chưa nào? Đó thì bây giờ tôi sẽ gửi nó vào trong cái nhóm này. Ở đây là gọi là tôi sẽ đặt tên nó là check check ad. Check quảng cáo. Đó, thì bạn sẽ tìm cái này, tôi sẽ đặt tên hashtag nhé. Hashtag là check ad. Để bạn tìm nó cho nó dễ dàng. Đó, hoặc là hashtag là ads đi. Đó. ADS. Để bạn bấm một cái hashtag đó để bạn tìm nó. Và nếu như bạn đã xem video của tôi tới đây rồi đó thì bạn đang có những cái bất kỳ câu hỏi gì thì hãy comment phía bên dưới video. Hoặc là tốt nhất là bạn hãy để lại cái thông tin hoặc câu hỏi của mình vào trong nhóm tự học quảng cáo. Thì trong cái nhóm này thì mình sẽ trực tiếp mình giải đáp thắc mắc của nhau và giúp đỡ nhau trong nhóm này. Và đây là nhóm kín hoàn toàn. Nên bởi vậy tôi không để nhóm này là nhóm công khai. Tôi muốn lọc ra những người nào muốn học tập thực sự. Và tôi mong muốn rằng là bạn hãy thường xuyên nộp bài tập một cách đầy đủ, đều đặn. Và chúng ta phải thấy trao đổi với nhau trong nhóm này. Nếu thứ hay thì hãy bấm like. Thấy nó hay, có ý nghĩa, hãy bấm like, hãy comment vào bài viết. Chúng ta tạo được một cái tương tác và tạo ra một cái văn hóa để chúng ta làm việc trong này. Đó, đừng thờ ơ quá, bạn không có bấm like thì lúc đó tôi cũng không có động lực được tôi chia sẻ, tại vì tôi không biết được rằng bạn có cần nói không, nên hãy chủ động. Đó, và nếu như có câu hỏi, có cái chia sẻ gì, ví dụ như là bạn chạy quảng cáo mà bạn thấy nó rẻ quá hoặc là bạn đang thấy nó hiệu quả đó, và nó giúp ích cho bạn cái điều gì thì bạn hãy comment vào, hoặc là hãy chia sẻ một cái giá trị gì đó, chia sẻ một cái thông tin gì đó vào trong cái nhóm này để cho mọi người có động lực, mọi người sẽ làm việc. Đó, và nếu như bạn chưa vào nhóm này thì hãy xin vào nhóm đi. Tôi sẽ duyệt nó vào mỗi ngày. Mỗi ngày tôi sẽ duyệt nó một lần. Đó, và bạn hãy đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút cái quả chuông ấy, để được nhận những video nó sẽ thông báo cho bạn. Rồi, và cảm ơn bạn đã theo dõi video. Chúc bạn thành công.